ngồi tuốt ngoài xa kia à, một cái góc có vẻ như là khiêm tốn nhưng cáo không hề khiêm tốn một chút nào cả. Một nhân vật ít nói lặng lẽ, lúc nào cũng sống nội tâm. Và nhân vật sống nội tâm ấy đi cùng với một cô gái rất là xinh đẹp và quả thì có cái vẻ thùy mị thật sự. Tôi tin vào điều này. Dạ. Đó, cặp đôi đầu tiên tôi muốn giới thiệu với quý vị khán giả đó là Lê Dương Bảo Lâm và Béo Lâm Mai. Xin chào mọi người. Và đây là lần thứ hai Lâm được tham gia chương trình này, rất là vui. Chính vì vậy ngày hôm nay đặt tên đội vui lắm nha, lá là la. Cái tên là nghe vui đó, mà một lát chơi không vui là người ta nói nghe. Dạ. Bella, em là người chọn cái tên này cho đội mình đó hả? Dạ. Anh Trịnh Tú Trung tháo tóc giả xuống nói chuyện với em. Không mấy, bây giờ hai mình bước ra nắm đầu nhau coi tóc nào giả tóc nào thiệt không Lâm. Lâm bước vô hỏi em liền luôn: anh Trung ơi, sao anh Trung đội tóc giả vậy? Cái em qua em nói là: ủa anh tính hỏi em là tóc em tóc thiệt hay tóc giả Lâm? Cái Lâm nói luôn là: không, của em là tóc giả thiệt. Giả thiệt nghe anh nha. Xin chào mọi người, em đi nhé. Nói nghe nè. Sao anh? Thường em livestream á, các mặt hàng người ta gửi cho cũng có trà này nọ đúng không? Dạ có, thì em cũng like trà điều này nọ. Thì chắc là em rành lắm. Dạ, đương nhiên rồi. À, tí nữa nhớ để bỏ nhỏ là cho anh một vài chi tiết để anh vô anh cũng được là bậc thầy giống em nha. Dạ, anh bớt xéo sắc giùm không, em. Không, là bậc thầy sư hận thì cũng là bậc thầy livestream nha Lâm nha. Ngày hôm nay anh rất giống con búp bê. Búp bê Thái anh nha. Cảm ơn em. Em có khả năng thẩm định trà sao? Dạ, đương nhiên rồi. Tại vì xăm thì em xăm chân mày, xăm mắt, xăm môi. Em làm đủ, có kinh nghiệm. Để thử cái xăm này, em muốn thử xăm. Ok, thử coi trà xăm nó có khác với xăm mắt, xăm môi, xăm chân mày hay không. Diễn viên Lê Dương Bảo Lâm sẽ là người tiếp theo tham gia thử thách. Bắt đầu với Ly A nào. Trông anh điệu nghệ làm sao? Đó, dân uống trà hả? Thấy ghê không? Chữ phim ngày xưa nhưng sao có vẻ hơi khó khăn khi thưởng thức nhỉ? Giỏi gì vậy? Trời ơi, tự tin như không quắc một cái nữa kìa. Và bây giờ là ly B. Mình để mình thấy cái nước mà cái cô gái nó rót ra cái màu rất là lạc nha. Cái B ly B hả anh Nghĩa? Ly Dương Bảo Lâm A hay B? Kính thưa mọi người, với kinh nghiệm mà dày dặn sau khi thử hai ly trà này thì Lâm được có kết quả bắn liền trong đầu luôn. Kết quả bắn liền trong đầu luôn. Đối với ly đầu tiên, cái mùi trà nó chát chát và nó rất là thơm. Khi mà chúng ta chưa uống thì lập tức cái mùi xăm nó phạt lên mũi của chúng ta, làm cho chúng ta có cảm giác là dễ chịu. Còn đối với loại B này, một cái hương nó rất là mạnh, rất là mạnh. Bởi vì chắc chắn trong đây là nó rất là đậm đà. Mà cái loại xăm này phải là cái xăm lâu năm nó mới có cái mùi như vậy. Và trong hai loại thì Lâm thấy cái loại này thì nó cũng bình thường thôi. Lâm nghĩ là trà xăm thượng hạng nhất trong hai loại đó chính là B. Thường thường là những người cuối cùng ấy quyết định lúc nào cũng sáng suốt hơn những người đi trước. Mình nhìn cái bảng đi nói chuyện. Đồ nghiệp dư, đồ nghiệp dư. Rồi bằng đấy, báo tấn liền. Em nghĩ là cái nào ngon nhất là cái đó là trứng cá cơm. Câu nói thông minh nhất trong ngày. Tiếp theo sẽ là đội vui lắm nha tham gia thử thách. Món trứng A nào. Xem Lê Dương Bảo Lâm há miệng to chưa kìa. Nhưng anh chàng chỉ được ăn một chút thôi. Oh no. Há cái miệng mà cảm giác giống như là muốn nuốt luôn người đúc á. Chứ không phải là nuốt luôn cái muỗng đúng không? Ừ. Và món trứng B. Và xem đáp án của họ nha. Rồi bây giờ tụi em sẽ quyết định là B. Lại là B à? À, cũng chọn đáp án B luôn, cả hai luôn. Cái thứ nhất á thì ăn vô cái độ nó không có mềm bằng cái thứ hai. Cái thứ hai mình ăn vô kiểu cảm giác như tan chảy ở trong miệng á, mình chỉ cần ngậm sơ thôi nó tan ra. Với lại cái thứ nhất là nó bự bị sườn đúng không? Nó bự hơn nữa. Em không cảm giác là em không có định hình được nó bự hay không, em cảm giác nó bị cứng cứng á, hơi không, cứng. Cái thứ hai anh thấy nó nhuyễn hơn, trứng nó nhỏ hơn. Mà cái gì nhỏ thì có vỏ. Wow, mọi người ơi, mọi người ơi. Lâm ơi. Lâm ơi. A hay B? Đứng phòng đi. Hello, yeah. Xui vậy đó.
Ủa xuống rồi hả? Xuống anh. Tự nhiên giờ dòm cá thấy lòe loẹt diêm vú dễ sợ luôn vậy đó. Cực kỳ sai. Trợn mắt anh nói gì vậy? Ủa? À, bây giờ là tiêu chuẩn của anh thôi. Chị rớt xuống một bậc thôi mà anh. Rớt xuống một bậc cho nên là trợn mắt đó. Bà nói hồi nếu mà rớt nữa coi lấy hai mắt chọi vô mặt luôn rồi. Trời ơi. Giống như mình đái đờn mà bị dấp dấp vậy đó. Sau khi bên B thì mình nghe suông hơn. Nhưng mà phân tách hai bên á thì bên A nó cũng có những cái đờn khúc sau nó cũng rất là ray, rất là hay. Nhưng mà nó chỉ phạm một hai cái lỗi nhỏ thôi. Nghệ sĩ Hải Lý sẽ lựa chọn đáp án nào? B. Khác ý kiến nha. Khác nha. Bây giờ mình đã chọn B là đáp án của mình. Có bạn rồi. Có đồng minh là ta. Tự tin chứ ông Lâm, tự tin. Nào giờ có nghe đờn nghĩa bao giờ chưa? Dạ không. Chưa nghe. Ai nghe rồi chứ. Nghe rồi. Phân biệt dễ không? Dễ. Người thứ ba đưa ra quyết định của mình sẽ là diễn viên Lê Dương Bảo Lâm. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu mà mọi người cũng được biết là Lâm hiện tại công việc của Lâm là người mẫu ảnh cũng như là MC rất là duyên dáng. Chứ vậy mà cái phần mà nghe nhạc thì Lâm cũng không có cảm được. Nhưng mà theo cái mà giác quan của Lâm thì Lâm thấy cái bài hát đầu tiên, cái âm điệu nó đậm đà hơn. Nhưng mà nó không có hòa quyện vô cái phần beat. Thì Lâm nghĩ cái này là không chuyên nghiệp làm. Còn cái B khi mà mình nghe mình thấy nó lợt. Nhưng nếu mọi người lắng nghe kỹ, hãy dùng cái thính giác của mình và mọi người lắng nghe cái giai điệu du dương thì chúng ta có thể cảm nhận được cái tâm hồn của chúng ta hòa quyện những cái điệu nhạc, tạo nên một cái gì đó rất là mềm, cũng như là như những cái làn sóng dạt vào du dương và chiều mến. Chính vì vậy Lâm quyết định chọn. Cho mọi người biết quyết định của mình đi nào. B. Ơi. Nghe nói có làm người mẫu ảnh hả? Nào vậy? Ủa nãy quảng cáo anh luôn hả? Quảng cáo đó, bây giờ làm người mẫu. Cả triệu khán giả trên sóng truyền hình đều nghe làm người mẫu ảnh đó.